trận đấu đầu tiên diễn ra với 5 set thì câu lạc bộ Choco Mocho thua 2-3. Nhưng bây giờ thì họ lại có cơ hội để giành chiến thắng ở một trận đấu kéo dài 5 set nữa. Cơ hội vẫn còn với câu lạc bộ Suwon, chỉ có điều tình thế đã khó khăn hơn. Không được phép có bất cứ một sai lầm nào trong những tình huống phát bóng tiếp theo nếu như câu lạc bộ Hàn Quốc muốn có được một kết quả tốt hơn cho mình. Thực sự rất khó. Áp lực tâm lý ở set đấu thứ 5 lớn hơn rất nhiều so với những set đấu trước. Rodina lực đập rất mạnh và đã chiến thắng được tay chắn của câu lạc bộ Suwon và 15-11. Thắng lợi đã thuộc về câu lạc bộ Choco Mocho.